Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian gần đây thì mình có nhận được khá nhiều những cái bình luận ở trên các video cũ, gọi là nếu như được cho mình chọn một cái mùi hương duy nhất thì mình sẽ chọn mùi hương nào để sử dụng quanh năm suốt tháng. Tự nhiên mình cũng đặt cái câu hỏi cho bản thân là nếu bây giờ chọn một mùi duy nhất thì mình cũng chả biết chọn mùi gì. Tại vì nhà mình thì cũng tương đối là nhiều nước hoa ấy, nên là chỉ để chọn một mùi duy nhất là chắc là thôi, mình không xịt nước hoa nữa. Tại vì mình dùng nước hoa theo quan điểm là tùy vào cái thời tiết này, rồi tùy vào những cái dịp khác nhau, hoặc là tùy vào cái tâm trạng của mình. Có những ngày nhá, một tuần rồi mình không xịt gì cả, mình cũng chả buồn làm video luôn. Nhưng mà có những tuần thì mình rất là vui, ngày nào ra đường mình cũng xịt nước hoa. Nên là nếu mà để chọn một thì có lẽ là mình sẽ không chọn được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn 5 mùi hương mình đang sử dụng trong thời gian gần đây, sử dụng khá nhiều trong thời gian gần đây, để các bạn có thể tham khảo. Các bạn biết được cái gu của mình, hay là các bạn đang muốn là tìm hiểu những cái mùi hương đó, thì đây là một cái nguồn để các bạn để tham khảo. Thì hãy xem đó là 5 mùi hương gì nha. Ở vị trí số 5 đó là một chai nước hoa rẻ nhất trong 5 mùi hương ở đây. Và đây cũng là chai nước hoa đã đạt giải Fifi, một giải về nước hoa dành cho nam vào năm 2007. Đó chính là Black Venus của nhà Banana Republic. Đây, chai này thì mình đã có nói trên một cái video mình livestream ở trên Facebook rồi. Thì các bạn xem cái mùi hương ở chai nước hoa này thì các bạn thấy ba cái nốt rất là đơn giản ở trên Fragrantica, đó là rượu, thuốc lá và gỗ thông. Thì nghe cái tổ hợp thôi đã biết rằng là đây là một cái mùi hương sử dụng cho những ngày mát mẻ, hay còn nói là ngày mùa đông. Nên là với mình ấy, thì cái tổ hợp này khi mà xịt ra nó mang đến một cái mùi hương nó có phần ngọt, hơi nồng một chút ban đầu của rượu, nhưng mà về sau nó là một cái tổ hợp ngọt ngào, rất là ấm áp, rất là dễ chịu. Và mùi hương này cũng không có điều gì phải nói quá nhiều với em nó cả. Nó là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó rất là an toàn để cho các bạn xịt vào những cái ngày mùa đông, ngày trời hơi lạnh lạnh. Còn nếu mà lạnh quá thì em nó cũng có lẽ là hơi yếu. Và mình hay sử dụng cái mùi hương này để sử dụng vào những cái dịp như là mình đi cà phê với bạn bè, những cái người bạn kiểu bình thường thân thiết thôi, không phải câu lệ về cái vấn đề là ăn mặc làm sao cho nó quá là lịch sự, hay là phải gây được sự chú ý. Chỉ cần một cái mùi hương mà để biết rằng là tôi là người review nước hoa và tôi ra đường thì tôi có xịt nước hoa, và đó là sự tôn trọng với bạn. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, một cái mùi hương phải nói rằng là rất là rẻ, đầm giá, và nó cũng không phải tự nhiên mà nó nhận được một cái giải thưởng như vậy. Và em này thì lưu ở trên da mình khoảng tầm 5 tiếng, có thể nói là hơi kém so với một cái tổ hợp mùi hương khá là, nếu mà nói là nặng đô thì nó có lẽ hơi kém, nhưng mà nếu mà các bạn xịt lên áo thì nó tầm 7-8 tiếng. Nhưng mà thường thì mình chỉ sử dụng nó khoảng tầm đi chơi tầm 7-8 giờ tối, trời mát mát, 7-8 giờ tối mình xịt tầm 2-3 shot, tầm 3-4 shot thì xong rồi mình đi chơi, thì nó khá là ok, nó khá là gọi là đủ cho một cái buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, nói chuyện như vậy thôi. Còn về nhà thì vẫn sẽ ngửi thấy, và sáng hôm sau thì các bạn ngủ thì các bạn sẽ không còn ngửi thấy mùi hương này nữa. Thì đó là ở vị trí số 5, một chai nước hoa mà mình hay sử dụng vào những cái dịp như vậy, Black Venus của nhà Banana Republic. Ở vị trí số 4, nó là một chai nước hoa mình hay xịt đi làm. Chai nước hoa này thì mình cũng đã có review rồi, đó chính là 1725 của nhà History The Perfume. Đây, đó, chai nước hoa này thì mình đã có review, có hai video review em nó liền, nên là các bạn có thể tham khảo qua. Mình thì hai chị em này đi làm, tại vì đi làm mình không phải cần một cái mùi hương nó quá nổi bật, nó một mức độ an toàn, một mùi skin scent thôi. Và mùi hương này lưu trên da mình tầm 7-8 tiếng. Và cái giá tiền cho em nó thì đây, chai này mình mua tại Vinric ở trong Sài Gòn, một cái store rất là xịn sò về nước hoa ở Sài Gòn, với cái giá là hơn 2 triệu đồng cho chai này, là chai 60ml. Đó, mùi hương này thì các bạn có thể xem mấy cái đường link ở phía dưới, mình đã review rất là cụ thể. Ở vị trí tiếp theo là vị trí số 3, mình có một chai nước hoa mà phải nói rằng là mình đã săn nó khá là lâu, và có thể nói là đây là một trong những cái mùi hương mà mình ngửi cũng khá là lâu, tầm 3-4 năm rồi, mà vừa rồi thì mình có kèo để mua nó về. Đó chính là Audubon của nhà Lostang. Đây, đây là một thương hiệu về mỹ phẩm hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm, thì các bạn có thể search mạng nhé. Đây, và các bạn thấy rằng là màu dui của nó khá là đậm. Em này thì phải nói rằng là đây là một cái mùi hương vani rất là hay và rất là lạ. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn
sẽ thấy một cái mùi giống hệt mùi quả ô mai, hơi chua chua. Và quả ô mai ở đây thì nó có phần hơi kiểu mọng nước ấy, nó ngâm ở dưới đáy của cái hộp ô mai, và các bạn cắn ra nó rất là chua, nhưng mà nó ngửi nó rất là kích thích cái vị giác và cái khứu giác của bạn. Và ngoài ra thì các bạn thấy cái vị chua này nó sẽ dịu một chút xuống, và các bạn sẽ thấy vani ngọt. Vani ở đây thì không quá là bột, và vani ở đây vì cái vị chua ban đầu đấy nó làm cho vani ở đây có phần hơi sánh. Và em này ấy thì mình mỗi lần mình xịt ra thì mình luôn luôn hình dung đến một cái khung cảnh vào những ngày kiểu Noel, những ngày cuối năm, gia đình ngồi kiểu tâm sự với nhau, hay là những cái không khí, những cái buổi tiệc party cuối năm, đốt cái lửa trại, mọi người gần gũi bên nhau, uống những ly rượu vang này, hay là những cái hay là những ăn những cái đồ ăn kiểu Tây Tây ấy, thì cái mùi hương này là một cái mùi hương mang đến cái hình ảnh như vậy. Nó rất là ấm áp, nó rất là gần gũi. Cái mùi vani đây nó cũng rất là kiểu nịnh, nó nịnh mũi là một chuyện, nhưng mà nó mang tới một cái vai rất là kiểu mọi người xung quanh người một phát là chỉ muốn gần gũi bạn thôi. Gần gũi ở đây nó không phải mang cái tính sexy nhá, mà nó mang cái cảm giác kiểu an toàn ấy, kiểu bình yên ấy. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Và trên hoa này thì lưu ở trên da mình khoảng tầm ngoài 8 tiếng, nhiều hôm còn lâu hơn, tại vì mình có xịt thì mình có xịt lên áo nhá, tại vì mùa đông ấy mình xịt lên áo nhá, và nó bám vào áo và bám vào da, nên là cái thời gian lưu hương thì mình không định rõ, nhưng mà đúng không ạ, chắc mình nghĩ là đúng không ạ, trên 8 tiếng. Và cái độ tỏa hương thì nó cũng ở mức trung bình. Mình có xịt một hôm đi uống rượu với một vài người bạn, xong rồi chúng mình đi xe máy thì bạn ngồi sau bảo ôi mùi hương này thơm hết, ngửi thích mãi, đúng là kiểu review nước hoa khác vào người rất là thơm. Về giá tiền của em này thì đợt đấy mình mua khoảng tầm hơn 1 triệu mấy cho chai này, tầm 60ml. Nhưng mà em này thì có một thời gian người ta sản xuất, xong rồi người ta lại đít, không còn sản xuất nữa, xong rồi người ta lại sản xuất, xong rồi như lại không ngừng sản xuất. Nó rất là loằng ngoằng. Cái việc mua trên này ở Việt Nam có lẽ hơi khó, các bạn mua trên eBay hay là các bạn phải order từ nước ngoài, từ những người gọi là thương nhân không phải là của hãng, mà người ta sưu tầm hay là người ta ôm lại thì các bạn mới mua chai nước hoa này. Nhưng mà thực sự đây là một cái chai nước hoa mình nghĩ rằng là rất là phù hợp để sử dụng vào những dịp Tết hay những dịp Noel, những thứ tất niên cuối năm. Một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó cũng rất là dễ xài, chỉ cần mặc ăn mặc ấm áp một chút, chỉnh chu một chút thôi thì các bạn xịt mùi hương này rất là ok. Vừa rồi là 3 chai nước hoa tầm trung trung trong bộ sưu tập của mình. Và tiếp đây là 2 cái mùi hương đắt nhất mà mình từng sở hữu. Đó chính là Rosa Elysium phiên bản perfume. Đây, nắp đá đen. Thực sự là mình ghét nhất cái biểu cảm mà hít nước hoa kiểu. Nhưng mà thực sự các bạn nhá, mùi hương này khi các bạn ngửi thôi thì cảm giác tất cả muộn phiền của các bạn nó sẽ bay hết. Đây đúng kiểu mùi của tiền ấy. Chai nước hoa này thì nó có giá là, và hiện tại giá ở trên thị trường Việt Nam nó khoảng tầm hơn 7 triệu cho 50ml. Và cái hộp của nó thì kia rất đẹp, và cái giá thì theo ở hãng như nó hơn chục triệu. Và đây là chai là mình mua full được tặng sinh nhật mình vào năm ngoái, mình tự tặng bản thân. Thì Rosa Elysium này mình đã có một cái video review về chai Cô Đốc Nhơ rồi, thì đây là cái phiên bản nâng cấp, bản perfume đậm đặc hơn. Và nhiều người nói rằng là bạn phải mua phiên bản này chứ không nên mua phiên bản kia. Và cái mùi hương này khi mà mình ngửi lần đầu tiên cách đây 2 năm, mình đã bảo bản thân là đây chắc chắn là mùi hương mà mình phải sở hữu. Dù mình có làm YouTube hay không thì mình đều phải sở hữu cái mùi hương này. Và sau đấy 1 năm thì mình đã mua em nó. Thì đây là một cái mùi hương suy chút cùng với vetiver, cùng với một chút long diên hương. Nó mang đến một cái mùi hương, một cái vibe rất là sang trọng, rất là lịch sự. Mình sử dụng những cái mùi hương này vào những cái dịp như là những cái buổi mà mình đi ăn, kiểu những cái buổi tiệc sang trọng, phải mặc suit hay là mặc sơ mi quần âu, nó lịch sự và nó cần cái sự trưởng thành nhất định. Thì đây là mùi hương mà mình lựa chọn. Em này thì các bạn có thể hỏi một cái câu rằng là tại sao một cái mùi hương citrus thì sử dụng trong cái thời điểm tầm mùa đông lạnh như này, nhưng mà với một cái giá hơn 7 triệu đồng các bạn bỏ ra, các bạn sẽ được khắc phục toàn bộ những cái gì còn yếu kém, còn sót lại của Rosa Elysium phiên bản Cô Đốc Nhơ. Thì perfume này nó sẽ làm đủ hết. Citrus ở đây được làm sắc, sắc cực sắc luôn. Và
vetiver cùng với long diên hương được điều chỉnh lại làm cho mùi hương có sự trưởng thành sâu hơn và già hơn rất là nhiều. Và mùi hương ở đây thì ngửi, các bạn chỉ cần ngửi đầu vòi thôi các bạn thấy rằng là nó thực sự rất là hút mũi. Mình cho 10 người ngửi đầu vòi, chưa một ai chê cái mùi hương này ở đầu vòi cả. Và vì cái độ cải thiện như vậy nên là cái độ bám tỏa của em nó ở trên da mình cũng khoảng tầm 8 tiếng cho mùi hương suy chút xịt vào mùa đông, và nó tỏa cũng khá là ok. Tại vì vetiver ở đây được đẩy lên nhiều hơn, long diên hương đẩy lên nhiều hơn so với cái phiên bản của Lực Nhơ kia. Và đây là mùi hương mà mình nhận được rất nhiều lời khen, và lúc nào cũng có cảm giác là uầy, mày xịt cái mùi gì mà đã cảm giác lúc nào nó sang trọng, nó có một gì đó rất là quyền lực. Và chắc chắn các bạn rằng là cái mùi hương này nếu như các bạn mang đi để so sánh với Quid Aventus thì gần như là với mình hay là với những người chơi nước hoa thì mình đánh luôn luôn đánh giá Rosa Illusion phiên bản perfume này là ngon hơn Quid Aventus rất là nhiều. Ở vị trí số 1 đó là một chai nước hoa mà nếu như mình không xịt bốn mùi hương kia hay là mình không biết xịt gì nhá thì mình luôn luôn lấy em nó ra xịt, đó chính là Lilabo Kayak 10. Đây. Đó. Đây các bạn đã cho ai là khoảng tầm 60-65ml mà mình mới mua được có hơn 1 tháng, và các bạn đã biết rằng mình xịt nhiều như thế nào. Chai nước hoa này nó có một cái điều là đây là nằm Kayak 10 nó nằm trong bộ City, nên là nếu như các bạn muốn mua thì các bạn phải sang Nhật mới các bạn có thể mua được chai nước hoa này. Còn vào tháng 9 hàng năm thì ở tất cả các store trên thế giới thì họ đều bán tất cả những cái phiên bản City, chỉ có tháng 9 thôi, duy nhất vào tháng 9 thôi. Nên là nếu như các bạn nào muốn ở cái những cái thành phố khác mà cũng có Lilabo ấy, thì đến tháng 9 thì các bạn có thể tìm hiểu những cái bộ trong sản phẩm trong cái bộ City này. Và nhiều người nói rằng là Kayak 10 nó là một cái phiên bản giống với Santo Baba, một cái mùi gỗ rất là sang, hay là nhiều người nói rằng là nó giống với Anaze 13, một cái mùi hương béo béo kiểu phát ẩn phát hiện rồi lên ra mỗi người mỗi khác. Nhưng mà với cảm nhận cá nhân của mình nhá, đây là một cái mùi hương, đây là một cái phiên bản tổng hòa giữa hai cái, nó có gỗ và một chút tiêu nhẹ, hơi cay nhẹ một chút thôi. Gỗ ở đây thì nó không cứng rắn, nó không thô ráp như ở bên Santo Baba, mà nó được làm mượt, mà nó được làm trong trẻo hơn. Và cái vị béo ở đây nó cũng không bị khó chịu như là ở Anaze 13 này. Tại vì nếu mình là một thằng ghét Anaze 13, tại vì mùi hương của nó khá là, cái vị béo của xạ chứ thứ nó rất là khó chịu ấy. Còn ở đây thì nó rất là vừa phải. Nên là cái sự kết hợp ở đây nó mang đến một cái mùi hương, phải nói rằng là mình xịt thì mình có cảm giác là nó mang đến cảm giác rất là bình yên, rất là thanh thản. Mấy ông anh mình có người bảo là đây là mùi đúng kiểu mùi đi thiền ấy, mùi kiểu đi tu đi thiền ấy. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là bình yên, nó rất là thư thái, rất là dễ chịu. Nó đúng kiểu cái khung cảnh, cái cách sống của người Nhật ấy, rất là nhẹ nhàng, họ rất là kiểu lịch sự, họ rất là nhẹ nhàng, không có gì là quá là xô bồ, quá là đặc biệt cả. Và mùi hương này thì trên da mình nó lưu khoảng tầm chắc tầm 8 tiếng. Nhiều hôm lâu hơn, nên là mình cũng không biết rằng là mùi hương cụ thể nó lưu được như nào. Nhiều anh em nói rằng là chai nước hoa này nó lưu hơi kém và nó cũng tỏa gần như là nó không tỏa hương. Và mình thấy rằng là đúng thật là nó không tỏa, nó chỉ là một cái mùi kiểu skin scent thoang thoảng thôi, mà phải thực sự gần gũi nhau lắm thì chúng ta mới có thể ngửi thấy. Bật mí với các bạn nhá, đây là một cái mùi hương mà mình hay xịt lên gối, lên quần áo, hay là khi mà mình kiểu gần gũi với ai đó, đảm bảo các bạn là người ta sẽ không bao giờ quên được bạn, quên được cái mùi đặc trưng của bạn, mùi của Kayak 10 này. Bởi vì những cái gì gần gũi, những cái gì quen thuộc ấy thì nó luôn luôn rất là nguy hiểm, nó luôn luôn khiến cho người khác nhớ tới. Còn những cái ấn tượng ban đầu thì nó chỉ kiểu một chốc một nhát thôi. Đó là vũ khí của mình, Kayak 10 trong thời gian gần đây mình xịt rất là nhiều. Và vừa rồi đó là năm mùi hương mà mình đang sử dụng trong một thời gian gần đây khá là nhiều. Không biết là các bạn nào có cái gu hay là có những sở hữu những chai nước hoa giống mình hay không, thì các bạn hãy comment bên dưới để mọi người cùng biết và mọi người có thể chia sẻ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha.